Tôi sẽ thu luôn cái việc này nữa. Cái phần mềm rất hay nữa, tức là phần mềm để chúng ta học bài. Ví dụ như chúng ta thấy một cái đoạn rất hay trong sách của cô, hoặc là trong ở đâu đó trên mạng, hoặc là chúng ta xem YouTube chẳng hạn. Đấy, thì chính là những cái hình này là tôi screenshot là chính nhờ cái phần mềm này, đó chính là phần mềm GreenShot. Thì bình thường tôi thích Note thì là tôi thích dùng Evernote nhất. Evernote thì là một phần mềm mà nó hay ở chỗ là nó cho mình take note luôn trên, và nó ghi mình có quyền ghi mũi tên mũi tiếc, kiểu mình ở đây này đấy. Ví dụ mọi người có thể đấy, làm mũi tên chú thích, mọi người có thể ghi thêm lên đây, thì mỗi khi và nó có rất nhiều phông có sẵn các kiểu, nó ghi rất nhanh nên mình note take note rất kiểu rất nhanh, chứ mình không mất công làm gì cho nó đẹp đấy, nhìn đây là tạm được chấp nhận được luôn rồi, và diễn đạt tinh tế kiểu cũng dùng đấy. Mọi người muốn thích note thì đây, và hầu như cái hình nào mọi người chụp ảnh vào đây nhé cũng sẽ auto được nhận dạng ký tự, tức là nếu như có chữ trong này nó sẽ tự nhận ra cái chữ đấy. Thì cái này tôi hay dùng nhất là nếu như có việc gì cần phải take note mà cần phải ghi chú lên trên đấy để hướng dẫn người khác thì tôi hay dùng Evernote. Thế nhưng mà nếu như tôi không cần phải ghi chú lên đấy để dạy cho ai thì tôi sẽ dùng cái này. Đấy là cái phần mềm gọi là GreenShot. Cái GreenShot này nó hay ở chỗ nó là phần mềm mà mình ấn vào một cái mình có thể gì capture full screen, tức là một việc ấn ấn nút này mình có thể bắt lại toàn màn hình, hoặc là chỉ Windows, tức là mình ấn vào cái Windows mới nhất này thôi, hoặc là region, tức là mình chỉ chọn một cái khu vực đóng khung để mình, ví dụ tôi đóng khung ở đây có gì nhỉ, đúng không? Ví dụ tôi đóng khung một cái đấy, tự nhiên mình sẽ được quyền ngoặc một phát đúng không, đấy mình sẽ được quyền không khoanh cái khung mình cần capture thôi đấy. Đấy, bấm cái gì thì là do mình quy định đấy. Ví dụ ở đây tôi quy định là gì, Control cộng với dấu tiêu đi này. Đấy, cộng cộng với dấu nút là dấu cạnh số 1 này này. Đấy. Ví dụ tôi gần như thế thì nó sẽ hiện ra cái kia. Đấy, thì tôi thích nhất là dùng kỹ năng là capture region. Thì cái tab output của cái này nó hay là chỗ gì? Location này. Cái location mình có thể chọn được, và cách bọn nó đặt tên cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây này. Nó lại còn có gì? Title cửa sổ nữa. Đấy. Cái hay là bọn này lại còn có cho phép mình là đặt tên theo title cửa sổ. Tức là ví dụ như mọi người sẽ thấy là tôi đặt tên ở đây, đúng không? Đấy. Cái title, cái cửa sổ mình capture. Ví dụ ngày gì nhỉ? 22 tháng 10, tức là nó auto ghi cái ngày mình capture và thời điểm mình capture. Và lại gì? Google Sheet. Đấy, tức là mình capture từ cái cửa sổ Google Sheet. Đấy. Cái này rất hay ở chỗ là sau một thời gian mình có hàng trăm file screenshot, mình có thể lọc ra là mình bụp lại cái màn hình này là ở lúc mình đang vào Techcombank để mình chụp số dư, thì tôi chỉ lọc đúng cái keyword là Techcombank thì nó sẽ ra tất cả các lần mình chụp Techcombank, hoặc là mình bảo rõ ràng mình chụp cái bảng điểm ở trên Google Sheet bao giờ ấy, thì mình chỉ cần search đúng cái từ Google Sheet là mình sẽ lọc ra tất cả các cái Google Sheet đấy. Hoặc là gì ở đây này, the key to IELTS writing test 2, tức là nó chụp lại, nó ghi lại ngày tháng tôi chụp lại cái này, và nó lại còn sao, nó lại còn ghi lại cái cửa sổ mà tôi đã từng chụp nó ra, tính là cái cửa sổ bên này đúng không, cái cửa sổ mà tôi dùng để chụp là đây, chính là the key to writing task 2 ở trên góc này, chính là cái tôi đang xem Photobi đấy. Thì ví dụ cái mind map này chẳng hạn thì nó cũng lại nó sẽ lấy theo cái tên đấy. Thì cái thông minh của cái này không không có bất cứ cái phần mềm nào làm được, là nó take note được ra nguyên cả cái cửa sổ này, thì nó làm cho mình quay lại trí nhớ rất tốt. Và ví dụ tôi thế rồi, hôm nay mình chụp được rất nhiều cái ảnh từ sách cô này rồi, nhưng bây giờ mình lẫn hết cả, làm sao mình nhớ là mình chỉ lấy đúng cái trang từ sách cô, thì rõ là mình chỉ thu gọn lại là gì, những cái có keyword là writing task 2 này thôi, thì mình sẽ là search và mình sẽ vứt nó vào tất cả. Còn những cái ở khu vực khác, mình chụp cửa sổ khác thì nó không bị vào cái mình lọc đấy. Cái hay là nó sẽ chụp luôn của tên của cái cửa sổ đúng không đấy, thì mình sẽ là cái thằng chọn cái vị trí nó ghi ra, storage location là cái nơi nó sẽ đổ cái file vào, đúng rồi, mình có thể chọn, nó có thể có một cái thư mục đặc biệt, và mình có quyền là mình gì capture time, capture the date, xong rồi có cả title của cửa sổ. Cái hay nhất là cái title của cửa sổ chính vì gì, đây là tôi đây 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 là tôi viết thêm à, cái này chắc là tôi viết thêm một tẹo, nhưng mà đây nhá, output là một trong đấy nhá, và có cả gì destination, tức là gì, cái hay ở chỗ là khi mà nó chụp ra thì nó không chỉ chụp ra thành file mà nó còn ví dụ up lên image cho mình, up lên ví dụ một cái số hãng khác, hoặc nó sẽ in luôn cho mình, hoặc là tôi hay dùng nhất là copy to clipboard, tức là mình vừa chụp cái mình sẵn sàng có thể copy paste vào cái PowerPoint này luôn.
tôi chỉ ấn chụp màn hình ở bên cửa sổ kia sang bên này, tôi ấn Ctrl V cái là tôi paste được luôn cái hình này vào trong hình này, chứ tôi không phải tìm lại cái thư mục chứa cái file đấy đúng không, tôi không phải tìm này phải vào, ôi giời, có file mới vừa mới chụp xong ở đây xong copy C xong lại vào đây chọn copy V thì rất lâu đúng không. Đấy, tôi chỉ cần chụp lại màn hình ở cửa sổ kia xong sang bên này copy V cái là vào, bởi vì là một trong các output mà tôi đã để là gì, copy to clipboard là bên trong cái bộ nhớ tạm của nó rồi. Đấy, được chưa? Đấy thì đây là một cái mà tôi thấy là lớp mình kể cả các bạn hay dùng số hóa QuizDesk cũng nên biết. À, như này tôi mới thu cái đoạn hướng dẫn này, tôi sẽ up lên cho mọi người là cái phần mềm có rất quan trọng để mà take note. À, thế còn như tôi đã nói là nếu như mọi người muốn mà take note cái mà có thể ghi chú được, ví dụ như tôi hay take note đây, nếu như mọi người muốn muốn ghi chú và muốn làm mũi tên kiểu như này thì mọi người nên dùng Evernote, được chưa? À, thì nó rất nhanh, mình thì có thể rất nhiều màu vào đây và có thể có mũi tên rất nhanh và mình up lên một cái là ngay lập tức là share được lên trên mạng luôn. À. Ừ, đó, Green Green shot shot nhé, mọi người gọi là green free shot, free free đấy, cái hay là lại còn green free shot nữa cơ, green nhé, green là sai à, rồi, ghép à, cái này ghép luôn green shot, cái đấy ba cái hay là auto up này, xong rồi lại còn auto để chụp ảnh, ok, đó, rồi thành file rồi.